Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 27 tháng 6, tòa nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lộc, 19 tuổi, 15 năm tù giam về tội giết người trong vụ án sát hại cha ruột rồi định đưa đi hỏa thiêu, gây xôn xao dư luận vào đầu năm nay tại thành phố Phan Thiết. Theo cáo trạng, Lộc sống cùng cha là ông Trần Văn Tài và bà nội là bà Phạm Thị Tuyết tại phường Hưng Long Thành phố Phan Thiết, trong năm 2023, Lộc có quen một người bạn gái muốn cưới làm vợ nên nhiều lần yêu cầu cha điện thoại cho gia đình nhà gái để xin cưới, nhưng ông Tài từ chối vì cho rằng Lộc còn nhỏ tuổi. Khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 1, sau khi ông Tài nhậu xong thì Lộc có nói chuyện về việc đi hỏi vợ cho mình. Tuy nhiên ông Tài không đồng ý nên cha con xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này ông Tài xuống khu vực bếp, lấy một con dao cầm trên tay rồi cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại trong lúc vật lộn rằng co, không may con dao tấn công vào ngực ông Tài. Sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình không báo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa dấu vết. Theo kế hoạch, gia đình sẽ đưa thi thể ông Tài đi hỏa thiêu vào ngày 28 tháng 1. Đến khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 1, hối hận vì những gì đã gây ra, Lộc đã cùng người thân đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Thuận đầu thú và khai báo về hành vi sử dụng dao tấn công khiến cha ruột thiệt mạng. Theo tòa, hành vi của Trần Văn Lộc đã phạm vào tội giết người, với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là giết người thân. Tuy nhiên, do Lộc thực hiện tội phạm phần nào cũng là do trước đó bị hại có lỗi khi đe dọa Lộc, nên hành vi phạm tội của Lộc không có tính chất côn đồ. Đối với bà Phạm Thị Tuyết là người có mặt tại thời điểm xảy ra xô sát giữa ông Tài và Lộc dẫn đến ông Tài tử vong. Tuy nhiên, trong lúc Lộc dùng dao tấn công ông Tài thì bà Tuyết không nhìn thấy được do bị che khuất tầm nhìn. Bà cũng đã hợp tác với cơ quan điều tra khai báo đầy đủ giúp cho việc xử lý vụ án kịp thời không gây ảnh hưởng đến công tác điều tra mặt khác sau khi ông tài tử vong bà tuyết có sang nhà hàng xóm là bà trương thị năm nhờ trình báo sự việc cho cơ quan công an hơn nữa bà tuyết đã tác động lộc đi đầu thú bản thân bà đã lớn tuổi nhận thức pháp luật hạn chế do đó chưa đến mức khởi tố xử lý hình sự đối với bà phạm thị tuyết về tội che giấu tội phạm đối với bà trần thị hồng nhung con gái bà tuyết cô ruột lộc sau khi được lộc điện báo bà nhung trực tiếp đến hiện trường lẽ ra bà phải nhận biết được sự việc anh trai tử vong là có dấu hiệu không bình thường phải báo cho cơ quan công an tuy nhiên bà lại gọi dịch vụ mai táng đến là không đúng quy định xét thấy sau khi cơ quan công an phát hiện giải thích bà đã chấp hành và hợp tác với cơ quan điều tra để xử lý vụ án kịp thời không ảnh hưởng đến công tác điều tra vụ án hơn nữa khi bà biết lộc tấn công ông tài thì bà cũng đã tác động khuyên bảo lộc và bà trực tiếp đưa lộc đến cơ quan công an đầu thú Hành vi dọn dẹp hiện trường diễn ra trước khi bà biết rõ về hành vi phạm tội của Lộc. Do đó, hành vi của bà Trần Thị Hồng Nhung chưa đến mức xử lý về tội che giấu tội phạm. Chiều ngày 27 tháng 6, công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Trường, sinh năm 1996 ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm về hành vi trộm cắp tài sản. Công an xác định Đỗ Xuân Trường là nam tiếp viên hàng không, có quan hệ yêu đương với người phụ nữ hơn anh ta 3 tuổi và đã có chồng con. Vào ngày 29 tháng 4, sau khi tan làm, Trường xách vali cá nhân đến căn hộ trung cư của người tình trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai và ở lại qua đêm. Đến khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 4, sau khi ngủ dậy, Trường thấy trong phòng ngủ của người tình có trưng bày nhiều túi sách nữ là hàng hiệu có giá trị cao, nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Lợi dụng lúc người tình không để ý, Trường lấy trộm một túi sách màu trắng nhãn hiệu Hermes rồi cất giấu vào trong vali cá nhân của mình. Trôm đồ thành công, Trường ung dung ra ngồi ngoài phòng khách đợi người tình. Thực hiện xong hành vi, Trường điềm nhiên ở lại căn hộ cùng người tình. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, Trường cùng người tình rời khỏi căn hộ mang theo chiếc vali. Chiếc túi sách sau đó được Trường mang về nhà tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và bán cho một người ở quận Cầu Giấy, Hà Nội với giá 260 triệu đồng. Năm ngày sau, người tình của trường không tìm thấy túi sách nên trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân cho biết giá trị chiếc túi là 627 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bị hại cho biết mua chiếc túi sách hàng hiệu này bên Singapore với giá 627 triệu đồng. Sau khi xác minh, cơ quan công an đã vận động đỗ xuân trường ra đầu thú. Làm việc với cơ quan công an, trường khai nhận đã bán chiếc túi sách với giá 260 triệu đồng cho một người ở quận Cầu Giấy. Ngày 28 tháng 6, Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02 vì có thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cụ thể, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, C02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương bắt giữ 15 người, trong đó có một số người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai, có các hành vi sai phạm trên. Nội dung thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự kiên trì bền bỉ, nhận diện phương thức, thủ đoạn lợi dụng chính sách pháp luật trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, Kết luận giám định tâm thần góp phần ngăn ngừa làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai bỏ lọt tội phạm, làm giảm các vụ án vụ việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, trì hoãn thi hành án phạt tù liên quan đến công tác giám định tâm thần thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đồng thời yêu cầu C02 khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật. Đồng thời kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sự minh bạch, làm rõ sơ hở, thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần để tham mưu chính phủ chỉ đạo các giải pháp chấn trình, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giám định tâm thần. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng mong các đồng chí phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh tấn công tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần làm giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, từng bước xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sáng ngày 28 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Gò Vấp, quận Gò Vấp có một thí sinh gây ấn tượng khi đã lớn tuổi vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh này là anh Nguyễn Thế Tú, 48 tuổi. Anh hiện đã lập gia đình, có hai đứa con. Anh Tú chia sẻ do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngày xưa anh không thể tiếp tục con đường học vấn. Hiện tại cuộc sống của anh đã ổn định hơn nên anh quyết định quay lại tiếp tục con đường học vấn để theo đuổi ước mơ thay đổi cuộc sống của mình. Lớn tuổi, chương trình học khác với trước nên anh Tú thừa nhận cũng khá vất vả trong quá trình ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Anh cho biết anh được các con hỗ trợ tối đa về vấn đề học tập. Hàng ngày ba bố con cùng học, ngôi nhà như một ngôi trường thu nhỏ. Quá trình chuẩn bị cho kỳ thi cùng học với con khiến anh có thể đồng hành cùng con. Anh nói, tôi không chỉ học cho bản thân tôi mà còn là tấm gương để các con noi theo. Do đó, tôi thấy điều này vô cùng ý nghĩa. Cũng theo anh Tú, sau khi có kết quả kỳ thi, anh dự định xét tuyển vào ngành bảo tàng của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành học này anh đã tìm hiểu kỹ từ trước. Anh cho biết mình rất tự tin nhưng cũng cần có một chút may mắn nữa.